HD Radio xin chào quý vị và các bạn. Trong video lần trước mình có hứa với các bạn là làm một video hướng dẫn sử dụng cũng như là cách đấu nối với sản phẩm B300 của Vietcam. Thì trong video lần này mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn về cách đấu nối cũng như là hướng dẫn chi tiết, hướng dẫn sử dụng về sản phẩm B300 của Vietcam. Thì ok, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp video nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đấu nối một cách đơn giản nhất. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi từ trái qua phải các bạn nhé. Các bạn sẽ cấp đầu out nhạc ạ. Các bạn sẽ cắm jack khoa sen vào đây ạ. Chúng ta sẽ có thể cắm ra âm ly hoặc là vang để các bạn cấp nhạc qua loa các bạn hát ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cắm nguồn dây LAN. Ở đây mình khuyên các bạn sử dụng mạng là mạng có dây các bạn nhé. Các bạn sử dụng mạng wifi cũng được, nhưng mà với cường độ cao thì tín hiệu chúng ta sẽ đi ổn định. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ cắm nguồn out HDMI, out hình ảnh. Các bạn có thể cắm vào TV hoặc là máy chiếu tùy các bạn thôi ạ. Và cuối cùng chúng ta sẽ cắm adapter cấp nguồn điện cho sản phẩm B300 của chúng ta các bạn nhé. Ok, được rồi ạ. Bây giờ chúng ta có thể trải nghiệm sản phẩm đấy ạ. Bạn, đây là màn hình chính của sản phẩm B300 của chúng ta sau khi mình đã đấu nối cũng như là khởi động sản phẩm lên. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải bắt mạng cho chiếc sản phẩm của mình. Ở đây mình sẽ vào phần cài đặt các bạn nhé. Các bạn nên là dùng mạng có dây để sản phẩm của chúng ta sẽ hoạt động một cách ổn định hơn. Còn không thì các bạn sẽ phải sử dụng mạng wifi với cường độ mạnh nhất các bạn nhé. Ở đây thì mình đã bắt qua mạng wifi cho chiếc B300 của mình rồi. Thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo luôn. Để hát karaoke các bạn sẽ bấm vào cái hình ảnh phía trên đây. Trong đây là một karaoke của đầu B300. Thì trong này các bạn có thể hát qua YouTube hoặc là chọn tên máy hát qua ổ cứng dữ liệu của các bạn xong ổ cứng. Thì mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn về phần trong ổ cứng. Thì các bạn sẽ vào phần tên máy hát hoặc ca sĩ, bài mới, thể loại. Ở trong này các bạn có thể chọn nhiều bài luôn các bạn nhé. Tên chữ cái thì các bạn có thể bấm chữ cái đầu tiên của từng từ trong bài hát. Trong phần đã chọn đây thì các bạn có thể ưu tiên hoặc là xóa đi những cái bài hát mà mình đã chọn. Ok, về phần YouTube thì chúng ta đã có một kho YouTube khá là khổng lồ đúng không ạ? Thì các bạn có thể hát bất kỳ bài hát nào các bạn muốn. Ở trong này các bạn sẽ phải đánh từng chữ cái một trong tên bài hát luôn các bạn nhé. Mình sẽ chọn thử một bài hát cho các bạn trải nghiệm. Về quê đi ạ. Ở đây mình sẽ ưu tiên luôn cái bài hát về quê của chúng ta lên. Và qua bài luôn ạ. Ở đây mình đang sử dụng mạng wifi cho nên là mạng sẽ không được ổn định. Ok, bài hát chúng ta đã lên rồi. Thì các bạn có thể zoom to bài hát qua đây kia, các bạn bấm thẳng vào hình ảnh của nó. Các bạn lưu ý là trong phần YouTube này thì các bạn sẽ không thể tách được lời ca sĩ ra hoặc là ghép lời ca sĩ vào được các bạn nhé. Ok, như vậy là phần karaoke đấy ạ. Mình sẽ thoát cái chế độ karaoke ra và hướng dẫn tiếp cho các bạn. Ở đây thì các bạn có thể xem phim qua chiếc đầu B300 của chúng ta. Các bạn sẽ bấm vào phần movie đây. Ở trong phần movie này thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái tên phim của các bạn trong dữ liệu ổ cứng. Các bạn sẽ không xem online được các bạn nhé. Ở trong phần này thì ổ cứng của mình thì không có phim nào cả cho nên là sẽ không hiển thị ra. Tiếp theo là cái phần app, tức là các ứng dụng chúng ta có thể được tích hợp thêm vào sản phẩm thì chúng ta có thể trải nghiệm tuyệt vời hơn. Trong phần app này thì chiếc B300 có cả VTV Go, xem truyền hình online, YouTube, Zing, FPT Play hoặc là SoundCloud cho các bạn nghe nhạc. Các bạn cũng thể trình duyệt web qua ứng dụng Chrome ở đây các bạn nhé. Trên đây là toàn bộ những tính năng nổi bật nhất của sản phẩm B300 của Vietcam mà mình đã giới thiệu cho các bạn. Thì sản phẩm này đã đủ hấp dẫn các bạn chưa ạ?
Để nhìn ngắm cũng như là điều khiển thử sản phẩm, các bạn hãy đến trực tiếp showroom của chúng tôi tại miền Bắc và miền Nam, hoặc các bạn cũng có thể gọi điện theo số hotline 1800 0042 để mua hàng, hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào trang web hdradio.vn. Các bạn đừng quên like, subscribe kênh YouTube của chúng tôi để có thể đón chờ những video thú vị sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.